Hello và chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Thì ở clip hôm nay mình sẽ thử thay đổi cái nhiệm vụ của hai dòng súng mà được anh em đang sử dụng rất là nhiều hiện nay. Đó là dòng rifle và dòng sniper. Và đây là một ý kiến rất là hay của một bạn đã góp ý cho mình trên YouTube và mình có đọc được cái comment này. Hôm nay thì mình sẽ thử thực hiện cái clip này. Có nghĩa là mình sẽ ví dụ nhá, thường thì mình sẽ sử dụng một cây rifle như là cây M4 hay cây AK chẳng hạn này. Mình sẽ sử dụng để tanker, tại vì nhiệm vụ của dòng súng AR là nó là tanker mà. Còn một dòng súng sniper như là cây SKS này, SLR này, mini này. Đấy là mình sẽ sử dụng cây súng bắn tỉa ấy. Thì có nghĩa là hôm nay mình sẽ thực hiện clip, mình sẽ thay đổi cái nhiệm vụ của hai dòng súng này. Có nghĩa là mình sẽ đảo ngược lại, cây M4 hay là AK ấy, thì sẽ là bắn tỉa từ xa. Còn cây đây, ví dụ như cây SLR này thì mình sẽ sử dụng mình tanker luôn nhá. Đấy, có nghĩa là như vậy. Tuy nhiên thì để tăng độ khó cho clip này thì mình sẽ tìm thêm cây AK nữa. M4 thì bắn tỉa từ xa thì nó cũng khá là ngon tại vì cái độ giật của nó ít đấy. Bây giờ tìm AK đây, có AK luôn rồi. Trận này sẽ bắn combo đạn 7 SLR và AKM luôn. Đấy, bây giờ SLR thì mình sẽ tank, còn AK thì mình sẽ chuyển sang chế độ single và mình sẽ tát từ xa. Đấy, rất là dễ hiểu thôi. Để xem coi độ khó nó như thế nào. Thật sự là lần nào bay vào khu ruin này thì mình cũng đều full đồ 3 lần anh em ạ. Đúng là một cái khu thiên đường của Max Sunhawk mà mình đã từng làm clip mình review bắn nhau trước mặt này. Mình sẽ lên thôi, bây giờ đủ đồ rồi. Hình như là bắn nhau ngay chỗ khu nhà gần bãi biển đấy. Mình hay gọi là khu nhà làng. Một tên nằm phải không? Đúng rồi, một tên đang nằm, đây này. Đấy, 4 viên AKM, quá là ngon. Cái này đam châu phết đấy. Hình như là vẫn đang còn một tên nữa anh em ạ. Ui, đâu ra tên này vậy? Đây rồi. À, ngó này. Ui, 3 viên rồi. Tên này nghiêng nghiêng ngó ngó bắn khó chịu nhờ. Núp rồi, ăn được 3 viên AK. Núp rồi. Ui, ui tên nào đây? Ui, hình như là cái tên này là cái tên còn lại mà hai cái tên chỗ ngoài khu nhà bãi biển kia bắn nhau. Rồi, vậy là còn tên trước mặt mình mà thôi. Thật sự là AKM mà gắn scope 4 mà bắn xa thì thật sự nó hơi khó. Tại vì cái scope 4 ấy khi gắn vào AKM thì nó lại thành tâm tròn. Đâm ra là mình căn vào đầu nó rất là khó luôn. Rồi, tên này nó đang núp sau hòn đá luôn. Mình sẽ cho ăn 2 quả nết này. Một quả này, thêm một quả nữa này. Rồi. Úi trời ơi, chết luôn kìa, đùa. Sao easy vậy? Đồ chơi dạo ở đây mình đáp bom chuẩn lắm nhá. Chung nó đã là nghề của mình rồi anh em ạ. Lúc đây à? Ui, 2 viên đạn xịn luôn. Rồi, đi một vòng cái khu bốt cam mà không thấy tên nào ra bắn mình. À, mình sẽ đổi xe này hết xăng rồi. Lại có con xe mới đi lượn tiếp. Ui, từ 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 từ, công vượng. Đánh võng, trời ơi. Còn tí chết. Vâng, may sao mà con đấy mình tổ lái kịp thời. May sao mà mình có kinh nghiệm 30 năm tổ lái trong nghề. Trời ơi, cái giáp 3 mình hư luôn kìa, khốn nạn thật. Rồi, tên này lợi dụng cái lúc mình đổi xe mới bắt đầu ló mặt ra và bắn. À, đây đúng không? Nhìn này, 1, 2 viên này, 3 viên này. Rồi, 4 viên là chết, vâng. Đùa với nhà chùa này. Ồ, tiếng chân nữa. Khu này vẫn đang còn à? Trời ơi, thanh niên lù dù. Rồi, mình sẽ đi tìm cái giáp 2. Khu này thì mình thấy khá là nhiều giáp 2 ấy. Giáp bây giờ hư rồi. Đây rồi, biết ngay mà. Này đang có cái giáp 3 ngon lành. Ôi lắm giáp 2 thế. À, tiếng súng này. Khu nhà chỗ gần bốt cam. Mình sẽ lên mình tham gia luôn thôi. Đâu ấy nhở? Rồi, bắn nhau xong mà không thấy tên nào xuất hiện. Ở đây rồi. Chạy đi đâu. Ui 4 viên rồi kìa. Vẫn chưa chết, ông này chắc yếu máu thôi. Trời ơi, núp sau nhà lọt khe. Làm sao mà núp được. Vâng, số bạn quá nhỏ rồi.
Có lẽ như đây là cái hòm mà cái tên vừa rồi giết hay sao. Ôi, thứ chân đâu ấy? Ô. Vâng, thì ra là con boss khốn nạn. Lần nào cũng xuất hiện ngay khu mình đi qua hù mình chứ. Cái này quen rồi anh em ạ. Ơ, tướng chân đâu ấy nhở? Ui. Ui, ngay sau hòn đá này luôn, không thể tin được. Đi đâu đây, lại còn nặng. Ơ. Trời ơi, còn chấm máu kìa. Vâng, gặp đúng anh Gosu luôn. Sợ thật ý. Vâng, bạn ấy nằm bạn đây, bạn ấy canh mình từ khi nào ấy. May sao mà mình có võ. Ui, hôm nay không có cái vẹo gì. Được rồi, mình sẽ lại chỗ hòm thính kia, mình lấy mũ ba giáp ba mới thôi. Đâu nhỉ? Nãy vừa cái tiếng súng bắn nhau ngay trên chỗ đồi này mà. Ui. Đâu nữa vậy? Cái định mệnh nằm ngay đây luôn. Quỳ. Này thì nằm này khốn nạn thật. Và không hiểu sao vẫn đang còn có mấy cái thanh niên gọi là nằm đây, gọi là bét nằm luôn ạ, nằm đây đợi mình chạy qua luôn. Bắn nhau bên đầu bên kia. À đây đúng không? Ui, thanh niên đâu lại lù dù vào khu nhà thế, như kiểu đi ăn trộm vậy. Cái tên bắn từ xa cơ. À đây này, nằm này, trời ơi, nhìn mình say đắm vậy. Rồi, này thì nằm. Hình như là vẫn kịp bắn được mình một viên. Vâng, AKM tắt xa thì vẫn vẫn cứ phải gọi là very good anh em ạ. À đây này. Trời ơi, một viên bay đầu. Ui. Ui, Castellan ngay trong khu nhà này luôn. Ngắt nha. Không biết tên kia đứng đâu bắn mình đấy. Bắn được xong rồi, núp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua đường thôi. Sử dụng kỹ năng giang lạc này. Đấy. Ơ, không bắn luôn à? Trời ơi, thanh niên bắn xong được một viên. Núp mất rồi. Không biết là sau lưng mình có ai không? Hai, bọn này còn 7 người nữa. Trong nhà một tên rồi này. Chắc là đầu bên kia clear rồi. Rồi, không thấy ai luôn. Để xem nào, không biết là cái tên trong nhà nó nằm đâu. Tiếc rằng là cái bo nó vẫn đang còn một góc ngay trong khu nhà này. Nên là mình không canh được cái tên ở trong nhà chạy bo. Có lẽ như là mình lên cái chỗ đồi trước mặt này, mình quan sát cho nó dễ hơn. Và đợi cái bo tiếp theo thì nó sẽ hợp lý hơn. À, sao lần bên này? À, cả sao lần luôn. Có lẽ như là được một mạng rồi. Hy vọng rằng là không gặp tên nào nằm ngay chỗ này. Không thì thốn lắm. Rồi, ok rồi. Đứng tạm chỗ hòn đá này đi. Ui. Vâng, đã có combat ngay hướng nó đúp luôn. Hình như là đã có một người đã nằm xuống bởi cây OMP rồi. Chắc chà, chắc là ngay chỗ sau đồi thôi. Ui, chỗ mình ngay giữa bò. Khốn nạn thật. Ngay giữa bò thì đúng này, cũng hơi căng. Tại vì cũng nhiều hướng ập vào. Bây giờ là bọn khu nhà ngoài bo này, với lại cái tên OMP vừa bắn ngay chỗ sau đồi ngoài bo. Bây giờ không biết là canh tên nào được. Khó nhở. Thôi chắc có lẽ là mình đứng đây mình canh hai hướng luôn, cho gắt. Nãy nghe tiếng Akasalan hướng này nữa cơ. Vẫn là còn tận 5 tên nữa. Rồi, bo thu rồi.
À, tên khu nhà bắn ra này. Không biết là bắn ai ấy. Wow, M4 Silent. Vừa được cho mình một mạng rồi. Bây giờ mình đứng đây mình canh cái tên khu nhà chạy ra. Đây rồi. Đấy. Ui. Ui, mù mắt. Trời ơi, tên này yếu thôi. Mình sẽ đẩy, mình xử lý tên này nhanh. Đây, ngó này. Này thì ngó này, trời ơi. Đây, trên đồi bắn nhau nữa rồi. À, lại một tên đã nằm xuống bởi cây M4 nữa. Vậy là còn hai tên. Một tên ngay trước mặt. Và mình nghĩ tên còn lại là tên Akasalan chỗ đầu đằng kia ấy. Nên là bây giờ mình sẽ đi đánh vòng qua đồi bên phải này. Mình bắt cái tên M4 trước. Trời ơi, nghe mà hợp lý dã man luôn. Nhưng mà từ từ nha, gặp tên lại nằm nữa là cũng hơi căng ấy. Như là ngay dưới. Ui, ui, ui. Từ từ anh ơi. Trời ơi. Vâng, chưa bao giờ mà mình nhìn cái cặp mông quyến rũ ấy, không thể tin được. Nó đập ngay vào mắt mình. Mà có đấy mình lại còn bật scope nữa cơ. Quá gắt. Rồi, vậy là còn một tên cuối cùng ngay trước mặt mình hay sao ấy. Mẹ, đau hết cả tim luôn. Thế cái trận này đau tim vãi. Toàn thanh niên nằm thôi. Đây, cái tên còn lại đây rồi. Đang còn bò này. Trời ơi, bây giờ đang còn lê còn lết như thế này nữa. Ok, và clip này thì mình cũng đã giành được cái trận đấu top 1 khi đã thay đổi cái nhiệm vụ của hai dòng súng, đó là dòng sniper và dòng rifle. Dòng sniper thì trận này mình tank, còn dòng rifle thì mình sử dụng làm súng bắn tỉa từ xa. Rất là hiệu quả luôn đấy. Và nếu như anh em thích clip này thì đừng tiếc một like đăng ký kênh nhá. Bye bye mọi người.